Tài xế quốc tế Trang ghi, các thành viên đội tuyển Việt Nam được xét nghiệm real-time PCR ngay sau khi nhập cảnh. Sau khi về đến khách sạn nghỉ ngơi, các đội buộc phải tự cách ly trong phòng và chờ kết quả xét nghiệm. Vừa mới đây, ban tổ chức AFF Cup 2020 đã thông báo kết quả xét nghiệm. Toàn bộ đội tuyển Việt Nam đều âm tính với Covid-19. Theo kế hoạch, vào ngày hôm nay, 2 tháng 12, thì Trailblazer sẽ có 2 buổi tập để làm quen với điều kiện khí hậu tại Singapore. Buổi sáng, các đội sẽ tập vào lúc 10:30 theo giờ địa phương và buổi chiều là lúc 5:30. Đội tuyển Việt Nam sẽ có 5 ngày chuẩn bị cho trận đấu ra quân ở vòng bảng gặp Lào vào lúc 19:30 ngày 6 tháng 12. Các đội tham dự AFF Cup 2020 tuân thủ chặt chẽ quy tắc bong bóng khép kín. Khi sinh hoạt tại khách sạn, các đội cũng bị giới hạn rất nhiều hoạt động. VFF và ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đã tính đến trường hợp xấu này và tìm cách tháo gỡ khó khăn nhằm giúp các cầu thủ cảm thấy thoải mái trong sinh hoạt cũng như tập luyện. Với các bữa ăn, đội tuyển Việt Nam sẽ được mang thêm đồ ăn từ Việt Nam sang. Ngoài ra, đội đã liên hệ với kiều bào Việt Nam đang sinh sống tại Singapore nhờ hỗ trợ một số món ăn quen thuộc phù hợp với khẩu vị người Việt. Với việc tập gym, đội chuẩn bị các dụng cụ cơ bản để các cầu thủ có thể tập ở trung tâm hồi phục. Đội hậu cần cũng chuẩn bị số lượng nhất định bể bơi mini tại nhà. Mục đích sử dụng chính là các cầu thủ ngâm đá lạnh sau một buổi tập thi đấu nhằm đẩy nhanh quá trình hồi phục. Indonesia đã chốt danh sách 30 cầu thủ bay đến Singapore vào chiều ngày hôm qua. Danh sách của họ gồm 4 thủ môn, 11 hậu vệ, 11 tiền vệ và 4 tiền đạo. Trung vệ Farudin Arianto, 32 tuổi và tiền vệ đội trưởng Ivan Dimas, 26 tuổi là hai cái tên giàu kinh nghiệm nhất về phía đại bàng. Đội tuyển Indonesia chỉ giữ lại 13 trên 23 cầu thủ đã góp mặt trong danh sách đăng ký thi đấu trong trận thua 0-4 trước Việt Nam vào ngày 7 tháng 6 năm 2021. Trong danh sách 30 cầu thủ tham dự AFF Cup 2020, huấn luyện viên Shin Tae-yong gọi tới 13 cầu thủ ở lứa U23. Đặc biệt, Indonesia đã ký 6 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, bao gồm Eji Maulana Vikri đang thi đấu tại Slovakia, Elkan Bagot đang thi đấu cho Ipswich Town tại Anh, Asnawi Makwalam đang chơi tại Asan của Hàn Quốc, Siarian Abimanyu đang thi đấu cho Johor Darul-Tazim của Malaysia, Ryuji Utomo đang thi đấu cho câu lạc bộ Penang của Malaysia và Witan Suleiman đang đá tại câu lạc bộ Jadan của Ba Lan. Đội tuyển Trung Quốc đầu tháng 11 đã đón tin dữ. Tờ Chu Đáo Thượng Hải đưa tin, tối ngày 30 tháng 11, huấn luyện viên trưởng Li Te đã nộp đơn xin từ chức sau khi thành tích yếu kém của đội tuyển tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Thời gian gần đây, huấn luyện viên Li Te trở thành tâm điểm của sự chỉ trích, đặc biệt là sau trận đấu với Australia, khi ông đã có những phát ngôn gây tranh cãi sau trận đấu. Người được cho là ứng cử viên số 1 nhằm thay thế ông Li Te là huấn luyện viên hiện tại của câu lạc bộ Vũ Hán, ông Li Xiaopeng. Ngoài ra còn một số các tên khác cũng đang được cân nhắc. Còn huấn luyện viên Li Te nhiều khả năng sẽ quay trở lại chính câu lạc bộ Vũ Hán. Ngay sau khi đội tuyển Việt Nam kết thúc chuyến tập huấn tại Bà Rịa Vũng Tàu, đội chủ nhà Bà Rịa Vũng Tàu đã có trận giao hữu với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trên sân Bà Rịa. Trận đấu diễn ra rất hấp dẫn, nhưng Thành phố Hồ Chí Minh vẫn thể hiện sự vượt trội hơn nên đã có được chiến thắng 1-0 nhờ bàn thắng do công của Lâm Tỳ Phong. Do tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại thành phố Vũng Tàu, nên sau khi kết thúc xong trận giao hữu, thầy trò Trần Minh Chiến của câu lạc bộ Hồ Chí Minh đã về ngay trong buổi tối cùng ngày. Hiện huấn luyện viên thể lực Paulo Alexandre và ngoại vệ Brando Lucas đã có mặt để tập luyện cùng với đội bóng thành phố Bắc. Hai đội Thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tiếp tục có trận giao hữu lượt về vào chiều ngày 4 tháng 12. Dù V-League đã bị hủy, nhưng Nam Định vẫn đủ điều kiện tham dự AFC Cup. Lý do là bởi đội thứ 3, Thanh Quảng Ninh không đáp ứng được tiêu chí bóng đá chuyên nghiệp mà AFC đưa ra. Tuy nhiên theo tìm hiểu, Nam Định vẫn còn đang lưỡng lự giữa việc tham dự hay không tham dự. Trao đổi với truyền thông, giám đốc điều hành Trần Thái Toán của Nam Định cho biết, AFC đã gửi thông báo rằng Nam Định đủ điều kiện tham dự giải, nhưng việc quyết định tham dự hay không là quyền của chúng tôi. Hiện tại, đội bóng vẫn đang cân nhắc giữa việc góp mặt hay không góp mặt ở giải đấu này vào mùa giải 2022. Trường hợp Nam Định không tham dự AFC Cup thì đội thứ 5 của V-League là Thanh Hóa sẽ có cơ hội được góp mặt. Tiền vệ Thái Sung đã chính thức nói lời giã nghệ trên trang Facebook cá nhân, để lại nhiều tiếc nuối trong lòng người hâm mộ. 10 năm về trước, Nguyễn Thái Sung là cái tên đã gây tiếng vang lớn khi là cầu thủ Việt Nam đầu tiên trúng tuyển vào học viện danh tiếng Aspire của Qatar. Tuy nhiên, khi trở về nước khoác áo đội bóng quê hương Đà Nẵng, rồi sau này cầm bến Long An, sự nghiệp của Thái Sung lại lận đận. Được biết, tiền vệ người Đà Nẵng sẽ chuyển sang kinh doanh quần áo thể thao để ổn định trang trải cuộc sống. Thái Sung được biết đến với biệt danh Thần Đồng. Tiền vệ sinh năm 94, chỉ cao 1m69, nhưng là cầu thủ duy nhất được một lò đào tạo danh tiếng để mắt